là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021 nhé. Thầy Tùng Vlog xin chào tất cả anh chị em trên trang của Tùng nhé. Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em, các em biết và giới thiệu em về cái tác phẩm như này là của các cụ ngày xưa chúng ta để lại. Là đây là cái cài, đấy, người là truyền từ đời các cụ ngày xưa để chuyên về cày ruộng để cấy đấy. Còn đây là cái phần cái bừa, là cũng là cày xong rồi để bừa để trồng lúa để cho các em lấy hạt ngô hoặc khoai để các em ăn qua ngày lẫn tháng để lớn lên để mà trưởng thành. Tất nhiên nhiều các bậc tiền bối đã biết rồi, nhưng mà nhiều em đầu chín, đầu ít chín thì không thể biết được cái này là cái gì. Thế như cái này thì con dai mấy cái lớp chỉ vào bố bác ơi, bác ơi, cái này nó diễn ở Tôn Ngộ Không Tây Du Ký à? Nhưng không phải đâu, cái này đấy là cái bừa, còn cái này nó là cái cày đấy. cái cày giờ nó vào là dạng cỏ của ngày trước rồi. Như ở thành phố các anh chị công tử bột ấy thì không thể biết được cái này nó là cái gì. Thế cho nên là hôm nay tôi muốn ra mắt anh em một cái bài học và diễn tả cho em một cái tác phẩm này để anh em cháu sau này còn biết là ngày xưa là các cụ vất vả như nào. Thế còn các thời 4.0 bây giờ các em làm ấy, là độc máy gặt mấy mấy cái lồng bừa thôi, hay có hạt gạo hạt thóc cho em ăn thôi, không biết vất vả ngày xưa các cụ mấy các bố mẹ ông cha ta vất vả như thế nào đấy. Cho nên là anh em hãy nhớ lại cái clip của tôi này để biết là quảng bá lên là cái này nó là cái cày và đây là cái bừa. Sau này là các anh em cứ mãi ăn chơi hay là bỏ tiền ăn mua gạo mà không biết là gọi là hạt gạo từ đâu ra mà ông cha ta vất vả như thế nào. Nếu mà tôi nói đúng hay là hay, anh em hãy ủng hộ tôi, like tôi một nút like và đăng ký kênh của tôi nhé. Chào tạm biệt, chúc anh em vui vẻ.